Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm trên phù. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về trên phu cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh Pham chia sẻ dưới đây thành phần sắt hai chloris kẽm chloris manga hai chloris đồng hai chloris chrome ba chloris natri selenis ben kali iodit. dạng bảo chế Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền. Công dụng Điều trị dành cho người lớn giúp cung cấp các nguyên tố vi lượng theo đường tĩnh mạch. Chống chỉ định Không sử dụng thuốc trên phu cho người có tiền sử mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. Chống chỉ định với các trường hợp người bệnh bị ứ mật một cách rõ rệt với nồng độ phốt phát kiềm, gamma glutamyl transferase tăng cao và nồng độ bilirubin trong máu lớn. Không dùng thuốc cho nhũ nhĩ, trẻ em trẻ vị thành niên. Không sử dụng thuốc cho người bị rối loạn dự trữ sắt như nhiễm sắc tố sắt, chứng nhiễm hamosiderin, người bệnh Wilson. Cách dùng Thuốc sử dụng theo đường tiêm Liều dùng Liều dùng thường dùng cho người bệnh có nhu cầu cơ sở được khuyến cáo sử dụng là mỗi ngày dùng 10ml tương đương một ống. Liều dùng thường dùng cho người bệnh có nhu cầu tăng nhẹ là mỗi ngày có thể dùng đến 20ml tương đương 2 ống. Khi này cần theo dõi kỹ lưỡng tình trạng nguyên tố vi lượng. Liều dùng cho người có nhu cầu cần tăng đáng kể nguyên tố vi lượng như bị bỏng, chấn thương mà có sự tăng dị hóa nghiêm trọng, cần sử dụng liều cao hơn tùy theo tình trạng bệnh. Thời gian điều trị, có thể dùng liên tục khi phải nuôi dưỡng bằng cách theo ngoài đường tiêu hóa. Lưu ý khi sử dụng. Trong thời gian sử dụng thuốc, cần theo dõi một cách thường xuyên nồng độ manga trong máu, khi phát hiện manga bị tích lũy thì cần giảm liều lượng sử dụng hoặc ngừng truyền trên phù cần thận trọng khi sử dụng cho người suy giảm chức năng gan do đồng, kẽm, manga bị giảm thải trừ qua đường mật sẽ gây tích lũy, quá liều. Cần thận trọng khi sử dụng cho người thường xuyên lái xe và vận hành máy móc. Trong thời gian sử dụng thuốc, người bệnh tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định về liều của bác sĩ điều trị, tránh việc tăng hoặc giảm liều để đẩy nhanh thời gian điều trị bệnh. Trước khi ngưng sử dụng thuốc, bệnh nhân cần xin ý kiến của bác sĩ điều trị. Nếu nhận thấy thuốc xuất hiện các dấu hiệu lạ như đổi màu, biến dạng, chảy nước thì bệnh nhân không nên sử dụng thuốc đó nữa. Thuốc cần được bảo quản ở những nơi khô ráo, có độ ẩm vừa phải và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Tác dụng phụ. Tác dụng phụ thường ít gặp, hệ thống miễn dịch bị rối loạn. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nhận thấy xuất hiện bất cứ biểu hiện bất thường nào nghi ngờ rằng do sử dụng thuốc trên phù thì bệnh nhân cần xin ý kiến của dược sĩ hoặc bác sĩ điều trị để có thể xử trí kịp thời và chính xác. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm trên phu đồng thời biết cách sử dụng trên phu sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.